Những chia sẻ của con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Mới đây trên trang cá nhân Hồng Loan cho biết, kỷ vật quan trọng nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là tấm huy chương giờ đang bị thất lạc. Cụ thể, Hồng Loan đã chia sẻ lại đoạn nói chuyện của một người về tấm huy chương này kèm dòng chú thích: "Huy chương của cậu Năm lạc về đâu? Người cầm cuối cùng là ai?" Hồng Loan cho biết bản thân cũng không biết hiện tại chiếc huy chương này đang được cất giữ ở đâu. Cô viết, kỷ vật quan trọng nhất trong sự nghiệp của ba con tìm không ra. "Con chỉ biết người cuối cùng cầm nó thôi, con nhớ ba." Những chia sẻ của con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ai nấy đều mong rằng gia đình sớm tìm lại được kỷ vật này của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khiến gia đình khán giả vô cùng thương xót. Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa nguôi ngoai trước nỗi đau này. Năm nay cũng là năm đầu tiên cô đón sinh nhật thiếu vắng ba. Kể từ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, lục đục giữa những người thân trong gia đình liên tục xảy ra. Từ trước đến nay, dù nhận được sự yêu thương cũng như hỗ trợ từ khán giả, tuy nhiên Hồng Loan vẫn từ chối và chỉ xin được lấy tình cảm thay vì vật chất. Hồng Loan cho biết cô đang kêu gọi mọi người cung cấp thông tin nguyên gốc cúng thất, phúng điếu để làm sáng tỏ sự việc, lấy lại danh dự cho ba. Khán giả mong rằng mọi chuyện sớm được giải quyết rõ ràng để cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi thanh thản nơi chính suối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.